tin giáo sứ Bình Nguyên Thánh lễ an tán cha Phaolô Trần Hữu Phúc, chánh xứ Bình Nguyên Vào lúc 9 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2018 Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường Chủ tế thánh lễ an tán cha Phaolô Trần Hữu Phúc Đồng tế trong thánh lễ có đức cha Phaolô Trần Đình Tứ Nguyên giám mục giáo phận Phú Cường cùng quý cha trong và ngoài dấu phận đến tiễn biệt cha phô hôm nay có rất đông giáo dân giáo hạt tây ninh hạt củ chi bà con bạn hữu thân bằng quyến thuộc anh em linh tông huyết tộc và các tín hữu gần xa tham dự thánh lễ cuối cùng của một đời người trong bài giảng lễ đức cha giuse giúp cho mọi người hiểu thêm rằng lúc chúa giêsu bị treo trên thập giá trong cơn hấp hối Chúa Giêsu đã thốt lên Lạy cha Con phó linh hồn con trong tay cha Chúa Giêsu dâng hết tâm hồn Để thuộc về Thiên Chúa Chúa Giêsu muốn cho từng người Sinh ra trong hội thánh Chúa Chia sẻ, nối kết, yêu thương Sống và chết cho Chúa Trước khi kết thúc thánh lễ Cha quản hạt củ chi đại diện gia đình Linh tông huyết tộc cảm ơn Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô, Quý cha quý ân nhân, bà con, bạn hữu, chính quyền địa phương và giáo sứ Bình Nguyên đã hết lòng vì cha Phaolô trong những ngày tang lễ này. Sau thánh lễ, Đức cha Phêrô cử hành nghi thức phó dân và tiễn biệt. Đoàn xe đã đưa tiễn cha Phaolô đến các thánh linh mục tại giáo xứ Bến Sắn. Tại đây, Đức cha Giuse đã làm phép huyệt và cùng mọi người gửi xuống lòng đất cha Phaolô rồi chia tay trong câu chúc được ghi trên cổng nhà thờ giáo sứ bình nguyên hãy ra đi bình an